Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Clip hôm nay, mình lại tiếp tục với series trading unit các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trading một con unit gọi là hiện tại đã limited rồi. Và exit của nó khoảng là 30.000 các bạn. Thì không biết các bạn đã đoán ra con unit nào chưa? Thì đây là 5 con Titan Cloverman các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mang 5 con Titan Cloverman này đi chơi nhá, để xem mình có thể được những offer gì nhá. Thì mình có tham khảo giá ở trong của làm market rồi. Thì giá của nó rơi vào khoảng 50.000 cho một con Clover là size. Còn không size thì mình nghĩ khoảng 45-46.000 thôi. Thì tổng giá trị cái đống này của mình khoảng 250.000 game. Thì mình nghĩ cái offer ngon nhất của mình là con DJ TV Man các bạn. Nếu mà người ta add con DJ vào thì mình auto accept luôn. Vào clip này mình lại tiếp tục giveaway cho 3 bạn may mắn, mỗi bạn 1k game. Nhờ các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và comment kèm ID để nhận quà nhá. Và trên đây là danh sách 3 bạn đã trúng giải ở clip trước. Các bạn nhớ check profile nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vào và gọi là chat lên câu thần chú để gọi là xem có ai offer mình không nhá. Đây rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chat lên nào. Ui, vai người ta cũng chơi đi sai Titan Clover. Vai, xem vào này có cạnh tranh rồi, từ mình phải bật chơi lên á. Chắc chắn có ông kia đang sell con Titan Clover. Mình sell ông ấy sell giá bao nhiêu? 51.000. 51.000 cho một con sai. Có nghĩa là nếu mà con sai này bù sang con không sai của mình ấy thì đống này của mình tương đương khoảng 250.000 các bạn. Thế thì mình sẽ kiếm một kèo DJ TV để mình offer thử xem người ta có đồng ý không nha các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, thì mình đã kiếm được một kèo, một cái ông này, ông ấy có DJ để mình gọi là offer for DJ. Xem ông ấy có đồng ý không hay là deadline luôn nha các bạn. Để xem nào, mình thấy ông ấy đang treo con DJ với giá là 300k gem. Bây giờ không add được. It all I have. It all I have. Mình thấy ông này có DJ nhưng mà mình nghe, ui giời, biết ngay mà. Tại vì cái đống này của mình ấy khoảng 250k thôi. Mà hiện tại đây là ông ấy đang sell DJ với giá 300. Đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lại đi kiếm xem mình thử offer con Clock đi. Làm liều biết đâu lại gặp ngon đúng không. Ui giời, không accept rồi các bạn ơi. Đù, dân chơi này không biết offer cho mình cái gì đây các bạn ơi. Mình đang chat thì thấy chơi lên One for one. Xem để mình xem người ta add cái gì. Can I just you can. Cái nghi Việt Nam nó này, cai đen 15B này. Hề, nhiều lúc làm clip ấy gặp gọi là mấy ông Việt Nam cứ gọi là lại nói tiếng Anh cơ. Ừ, Việt Nam nhưng mà không nói tiếng Việt đâu, cứ phải nói tiếng Anh. Ừ, offer này là con này 2k, con này k rưỡi, 3k. 3k với cả con này là 2k là 5k. Yes. Vãi, 5k đòi qua một con Clover á, dỡ mặt à? Nào à? Vãi 5k đòi qua, ông này ảo giá chắc luôn. Ông này ảo giá chắc luôn. Đây rồi. Thí sinh tiếp theo. Một goli cả. À chắc chắn là kiểu này là sell goli rồi. Goli rồi thì thôi các bạn ạ. À, có Apple Real này. Sami ông này chơi được các bạn ạ. Không chơi được ông này. Ui, tính ra cái ông kia vừa. Ông này treo nhiều quá nhưng mà ông ấy không bật chơi các bạn ạ. Đây. Mình sẽ chơi thử mấy ông goli này xem mấy ông có đồng ý không nha. Ăn tích đây này. Un tích đây này. Rồi chơi đi. Ui vai in chơi rồi. Chán thế. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm ông. Đây rồi, không cần phải kiếm nữa các bạn ơi. Có người tự chơi. Có người tự chơi luôn. La Clock á. Vai ba con này đòi qua 5 con này à. Hơi khó đấy. Ed xem có ed hay cả gia tài không các bạn ơi. Mình chỉ thích mấy ông ép cả gia tài mà thôi. Hoặc là có sao nhỉ, có ước muốn one for one như này, for one thôi. Hết cứu bro. Bây giờ mình sẽ lại gọi là thử, mình muốn thử ép với mấy ông này này. STR, mình muốn thử test với mấy ông này xem mấy ông này có đồng ý không. Hai con thì gọi là thừa qua dư qua rồi các bạn ạ. Để xem nào, có gì em có đồng ý không? Bây giờ không biết ông này đang suy nghĩ gì hay là ok. Ok nhanh thế. Ok thì đây cũng ok, nhưng mà đây hủy, đây giỡn thôi. Ok nhanh thế.
Ông này tưởng quả đấy tưởng bú gọi là 5 con clover rồi đấy. Ê, chơi lại luôn à, quên mất, lần này mình phải đồng ý xem ông ấy offer cái gì chứ. Để mình chơi lại xem ông ấy offer cái gì đấy. Xem ông ấy offer gì các bạn ạ, offer gì nhá, xem ông ấy nói gì. À, ba con, một con này for 3. À, một con kia có 80 ngàn, ba ba con này tính ra con này, ui xa, không có đâu sói. No no no, thôi mình nhảy server đấy các bạn. Mình sẽ đi tìm một người có game và mình sẽ kêu người ta offer xem người ta trả cho mình 5 con này với giá bao nhiêu game nhá. À, lại có thí sinh à? Goro à? Goro muốn offer 5 con này à? Đó, Goro xem Goro. Một con nhện là khoảng 15k game. Con này 2k 16 17 18 19 20. 20k. E 20k game đòi qua một con Clover. Con Clover mình sell rẻ 40. Auto có người mua, auto có người mua luôn các bạn tin không? À, để lấy cả gia tài rồi các bạn ơi, lấy cả gia tài rồi. Nhưng mà không thể được các bạn ơi. Thế này thì mình quá lỗ luôn, quá lỗ. Không thể được. Nhiều ông gọi là à mình chơi thử ông này xem nào, GG gì thế này. GG này. Ui in chơi rồi. Thôi, bot tiếp đi. Mình thử mang một con Titan Clover chơi con này xem người ta có đồng ý không ta. Và chắc là không đâu các bạn nhỉ. Nếu là một con rưỡi, nếu mà một con với cả một lửa con nữa thì mình nghĩ người ta có thể đồng ý đấy, nhưng mà một con thì khó các bạn. Đây rồi thì xin ơi, gà rán KFC à? Một con Sigma này 2.000 thôi ông cậy ơi. Ông cậy, ông tưởng Mythic với Mythic bằng nhau à? Nhìn cái exit đấy thấy thua đấy. Yo, à, yo, what's up bro, what's up? One á, 11 á, F. Để xem người ta đổi một con này người ta add cái gì. Mình sẽ để một con vào xem ông ấy add cái gì vào không nhá. Hay là muốn đổi ngang á. Ôi giời ơi, muốn đổi ngang thì hơi khó đấy. Y sai. Yes. Đây là sai còn gì nữa. À, chứng tỏ bạn này mới chơi rồi các bạn ạ. Bạn này mới chơi rồi nên là mình nghĩ bạn này sẽ gọi là không biết giá trị của cái con này đâu. Không biết giá trị đâu. Mặc dù con đấy nó không mạnh, mình phải công nhận là nó không mạnh. Nhưng mà sao, nhưng mà nó gọi là hiếm, bây giờ nó limited rồi. Chơi thử mấy ông này, ui giời mấy ông gọi là cờ lóc cờ liếc này không không mở chơi nhỉ, để mình làm liều quả. Ôi đây rồi, ôi bây giờ mình sẽ spam ông này thử xem nào, làm tí cờ lóc xem nào, từ từ. Ui ôi đây rồi các bạn ơi, spam một lúc thì cũng chơi được. Để gọi là can I, giả vờ can I offer for cờ lóc, để xem nào, để xem nào. I'm Chris. No, no. Can I? Ông này có cờ lóc mà, mình ép thử xem nào. This. Đấy, bây giờ mình còn là giả ngố một tí. Biết đâu, ngu ngơ lại ăn, lại bú. Vãi. Mình đang giả thôi, giả ngố thôi. Ui giời, deadline liền. Như ông này treo 3M con đấy thì hết cứu rồi các bạn. Đây, các bạn ơi. Mình kiếm được một ông gọi là offer gem rồi. À có gem rồi, bây giờ mình sẽ bảo là for gem. Để xem ông này offer bao nhiêu gem cho 5 con này của mình. Mình thấy thì ông này khoảng 100k gem thôi. Nếu mà ông ấy biết giá thì ông sẽ offer mình hai con với giá khoảng 90k gem. Nếu mà ông ấy muốn buôn lời ấy, thì ông sẽ offer mình như thế. Nhưng mà để xem nào. Thì im lặng à, ui ông này 500 này, tí mình chơi ông này. Ơ, ông này mất hút luôn à. Đây rồi các bạn ơi, có người chơi rồi. Đâu, có cái gì không? Mình đang tìm người gọi là chơi chơi gem cơ, mình muốn một sai, con này là 20 21. Ôi giời, chỗ này chắc được 22k gem thôi các bạn ạ. No, 22k gem thì S kêu S xem nào. Bây giờ không kiếm được ai có nhiều game một tí. Đây có ông này nhiều game thôi. Tí nữa mình sẽ chơi thử xem nào. Có ông ấy xem gọi là offer cho mình bao nhiêu gem cho một con nhá. Please no, lâu 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 please. Chang chang game nha, người mới à. Nào chơi thử xem offer gì. Offer gì cho 5 con. Ôi, hai con Goldie luôn. Hai con này khoảng 160.000. Thế thì mình sẽ offer ba con này. Ba con thôi. 3 for 2. Chit deal. Deal không? Ba con kia là 160 là 80 ngàn một con. Là mình lời đấy, ba con mình 150. Kèo này là ok đấy, kèo này là ok đấy. Kèo này là ok. Mà mình để ba con sai luôn nha. Ba sai. Ba sai. Ba sai. Nếu mà ok là mình lời được khoảng chút chút thôi, chút đỉnh thôi các bạn ạ.
Tại vì con này cũng có thể là 75 nha. Có thể mình lỗ nha. Kèo này là kèo hòa này. Kèo này rất có thể là hòa. One Golden Four. Four, four 1.5. 1.5 Clover. Một là có nghĩa là ba con bằng 2 thì one là bằng 1.5 rồi còn gì nữa đúng không các bạn nhỉ? One là 1.5 chuẩn rồi còn gì nữa. Đúng rồi, hai con là 3 thì one là 1.5. Ui bây giờ mình bú được hai con này cũng được. Clip sau mình clip sau mình lại gọi là mang hai con này đi chơi tiếp. 1.5 chuẩn rồi còn gì ông cậy. Bây giờ tôi offer ông 3 con. Hỏi là một con bằng bao nhiêu thì tôi chẳng bảo là một con bằng 1.5 là bằng một nửa con nữa còn gì. Ý là ba con bằng hai. Ơ trụ chuẩn luôn giờ. Deal are ok. For deal. Hài hước thật các bạn ơi, hài cốt thật. Ui, một for một thôi. Một for một thôi. Một 3 for 2. 3 for 2 nhưng mà 1 thì for 1 thôi, 1 không không bây giờ không cắt được ở đâu một con ra. Nếu mà có khoảng 25k gem thì mình ép vào đây thì được các bạn ạ. Bây giờ mình cắt kiểu gì cắt được một con này, có admin có cho ép một lửa con không các bạn? Bây giờ có ép cho 2 đi, 3 for 2 đi. 3 close. For 2 có ly. Đấy, 3 close 5 goalie. Ok đấy, đồng ý đi. Lâu là quá mất thời gian. Chắc chắn là ông này đang phân vân rồi. Mình chắc chắn là ông này đang phân vân cái kèo này rồi các bạn. Mình chắc chắn là đang phân vân luôn á. Vào mình thì, nhưng mà nếu mà mình lấy được hai con này thì clip sau mình sẽ trading thử 5 con goalie. Mình sẽ kiếm thêm mấy con nữa để cho đủ 5 con. This is a good deal. Clover đang tăng giá mà, nên là good deal cũng đúng rồi các bạn. Clover đang tăng giá. Không thì thôi mình đi for game đây này. Không thì mình đi for game đây này. Thôi bây giờ mình thử deadline xem tí ông ấy có chơi lại không. Mình ui có người khác chơi luôn ạ. Có người khác chơi luôn ạ. Có người khác chơi luôn. Thì các bạn ơi, các bạn xem kèo vừa nãy của mình có ngon không hay là kèo lỏ đấy, kèo gãy cánh đấy. Mình muốn chơi một cái ông nhiều game một tí để gọi là xem ông ấy có thể chơi cho mình bao nhiêu. Ông này lỏ rồi. For one zit maybe bad. Biết rồi, bad, 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 bad. Để mình thử PLX xem nào. PLX. Không chơi cơ. Violet. Ba con low pro Việt Nam này đi. Giờ mấy ông Việt Nam mà ông ấy mặc cả gớm lắm. Hamburg à? Hamburg. Hamburger này. Ui mấy ông này không chơi nhỉ? Mấy ông này không bật chơi các bạn ơi. Mấy ông nhiều game này lại không bật chơi cơ. Mochi gì này. Đây rồi các bạn ơi. Mình kiếm được một ông có 2M gem. Để xem ông có offer không cho mình không nào. For gem. Ông này 2M gem cơ mà đại gia. Nếu mà trả mình 250 cho 5 con này thì mình lụm. Lụm liền. Can you offer? Can you offer? Để kêu ông ấy offer để xem ông ấy sẽ offer cho mình bao nhiêu gem cho 5 con này. Can you offer 200k gem cho 5 con á. Suy nghĩ xem nào. 200 thì hơi rẻ. 250k xong. Ui ông ấy trả 5 có nghĩa là 40 ngàn một con. Làm mình sell rất nhanh. 220 á. Per ly cộng đi. Nếu mà 220, ui giời, thế có nghĩa là 5 con này mình sell rẻ nhất là 220 gem. 220 gem là có người lụm nha các bạn. Ok, ui lại có người chơi tiếp này. Đang định nhảy server ấy, đang định nhảy server đấy. Ui gặp ông Việt Nam này toang rồi, mấy ông Việt Nam mà cả thì chúa tể mà cả. Ui giời không có rồi các bạn ơi. Nói chung là clip này của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Thì mình gọi là, ui không chơi nữa. Cái khả năng 5 con này của mình ấy cao nhất là 220k gem. 220k gem thì mình nghĩ là còn không không đủ đi dây rồi. Đi dây hiện tại là 500k gem cơ. Nhưng mà ai làm 300k gem các bạn. Thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thấy offer nào ngon thì các bạn còn là có thể tư vấn cho mình nhá. Xem 5 con này mình có thể chơi con nào là ngon nhất. Và mình thấy giá là 220k gem cho 5 con thì vẫn là rẻ các bạn. Mong muốn của mình là khoảng 250k cơ. Thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi.
Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.